Xin chào. Hôm nay ngày 16 tháng 10 shop đồng hồ anh Khôi lại lên nha. Hôm nay là em lên là 27 sản phẩm. Trong đó có đồng hồ cơ, có toàn bộ đồng hồ cơ luôn anh em nha. Nó bên em là cơ cót và auto. Bên em là có để lại số điện thoại bên dưới là 0828 78122. Và bên em thì tất cả đồng hồ bên em đã được canh chỉnh đầy đủ rồi anh em nghe. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì dành cho em một ít thời gian ra để đăng ký kênh nút đỏ bên dưới nghe anh em nghe. Đó, và video em đây thì của em rất đặc biệt. Đó, Goldfather của nhà Cinco. Đây. Đây anh em nhìn này, Goldfather này 25G anh em nghe. Anh em thấy đẹp không? Con này thì nó chạy từ lúc mà hôm qua tới giờ luôn, là chạy đúng giờ. Size nó là size 35 anh em nghe. Size em đây là size 35, 35 bọc vàng toàn thân. Nấm thì có chữ S mới không? Đây anh em nhìn này, nước vàng mới không? Mới như Sony, nét như Ngọc Trinh luôn. Mình thấy này, đó mặt này. Mặt như đây thì nói chung thì mặt thì quá đẹp. Mặt như đây thì quá đẹp anh em nghe. Mặt nó thì nét. Em sẽ mở máy luôn. Đây, máy đây. Máy nó thì cực kỳ sáng anh em nghe. Máy thì mới kích này. Đó, máy mới nha. Máy này thì ốc ác đồ thì còn đầy đủ, không thiếu gì hết. Máy mới kích. Đây em cho anh em coi nè. Coi rất rõ ràng anh em nha. Coi thì đây, coi đây. Đây con đây thì giá 1.9 anh em nha. Hồi lâu giờ con đi về là bán cái giá này là gọi là mềm nhất. Em đây là em mã số 1 đó. Dây da thì em trang bị dây da K6. Khóa này thì em lắp lộn màu trắng, em tê hồi em sẽ thay qua màu vàng anh em nha. Còn số 2 thì con đi thì siêu phẩm rồi. Nó lâu lắm nó mới về những dòng mà lơ mơ. Đây anh em thấy mặt đẹp không? Đang chạy đúng giờ luôn nha. Nó chạy từ hôm qua giờ tới giờ đúng giờ luôn. Size này là size 36 này. Đó, máy con đi anh em nào mua thì em sẽ chụp hình cho anh em nghe. Mặt như đây là quá đẹp này. Đó, vỏ này. Đây. Vỏ này thì anh em nhìn thấy đẹp không? Vỏ này thì nét như Sony. Đây. Đó, mình nhìn thấy nè. Đó, đây. Dây da thì em trang bị dây da K6 màu đen. Đó, có đầy đủ thông tin. Đây. Con đây thì con mã số 2 nha anh em nha. Con mã số 2 này, con này thì giá của nó là 1.4 triệu. Cũng gọi là lờ mờ mà không lịch đó. Thì nó gọi là một siêu phẩm. Mà mặt đẹp thế này đây. Đó, rin hết toàn bộ anh em nha. Rin từ trong ra ngoài. Rất là đẹp. Con này thì giá nó là 1.4 triệu mã số 2. Con mã số 3. Con mã số 3 thì đến từ nhà răng cưa. Con đây thì đến từ nhà răng cưa anh em. Rồi, em sẽ lau sơ nè. Sẽ lau. Đây. Đây thì bọc vàng đít inox nghe anh em nghe. Đó, bọc vàng đít inox có thể rút ra chỉnh giờ này. Đó, dòng đây thì nó xài bộ máy là 17G. Đó, 10 máy là 17G, trang bị da K6 này, vỏ bọc vàng. Đó, bọc vàng thì như đây là còn đẹp anh em nghe. Đó, như đây thì còn đẹp này. Đó, mặt sau này. Bọc vàng CGB tầm 20 micron. Và em sẽ mở máy luôn này. Đây. Đây em sẽ mở máy luôn anh em thấy không? Máy đẹp anh em nghe. Máy đẹp sáng này. Máy này thì quá đẹp sáng rực. Máy đây là quá mới anh em nghe. Đây, nắp niếc nó thì đầy đủ. Nó cho anh em coi. Con đây là size, nó là size tầm cỡ 35.3 anh em nghe, 35.29 này. Nó 35.29 này, nước vàng này. Nó mặt này. Rin toàn bộ anh em nghe, nó nấm rin này. Nó
vỏ đây, mặt này thì gọi là còn ổn. Lên tay cho anh em coi. Đây, lên tay đây. Con này là con mã số, này là con mã số 3 anh em nha, giá 1.400.000. Đây là con mã số 4, là một con lồ đáy. Con này nó về là như thế này anh em nha. Anh uống miếng, anh em đợi một tí em. Đây em quay. Đây, giờ em uống miếng nước anh em. Đây, anh em thấy đẹp không? Em lắc nhẹ nè, lắc nhẹ cho nó chạy. Đó, chạy rồi anh em nha. Mặt thì anh em nhìn thấy nè, siêu đẹp. Mặt thì gọi là nét. Đây, size 337 nè. Đó, mặt gọi là nét luôn. Đó, em sẽ lau sơ. Đây. Đây là nấm, đây là nấm chỉnh giờ anh em nghe, rút ra một nấc thôi. Rút nhẹ ra nấc là có thể chỉnh được nè. Thử nè anh em nè, nó ngày nè. Đó, mình có thể thấy không? Thử ngày đồ ok. Đây, bên hông đây. Đó, bên hông đây, máy đây. Máy nó thì anh em mình nhìn thấy nè, máy siêu đẹp anh em nghe. Con này là hiện giờ nó chưa có code đâu nghe nè. Nó chưa có tí code nào đâu. Giờ mình sẽ mang vô, mình lắc nhẹ là nó sẽ chạy, mình mang thời gian lâu nó sẽ chữ cốt cho nó lâu. Đây. Rất là mới anh em nghe, dòng đây thì mới kích. Đây. Con đây thì giá nó 1.000.000 anh em nghe, nó không có, nó chỉ về cái mặt không, nên là em bán giá là 1.000.000 này. Nấm này, nấm đây thì nó có size cũng chắc cũng hơi nhiều này. Hơi bị mọn nhẹ này. Đây. Nó dây da cả 6 đồng qua. Nhìn nó mướt anh em nha. Kim thì có dầu quang này, kim dầu quang đồ đầy đủ hết. Con đây là con mã số 4 nha. Giá em đây là 1.000.000. Đây là mã số 5. Số 5 là một con Takano. Đó, Takano đang chạy nè. Con đây nó về nó chạy mướt rượt từ ngày hôm qua tới giờ. Mặt mày thì em sẽ cho anh em coi nè. Mặt mày sáng không? Sáng rạng anh em nghe, mặt mày thì sáng rạng, vỏ nè, vỏ bọc vàng thì còn ổn. Takano. Đây em sẽ mở máy luôn. Đây, mở máy ra nè. Đây, máy thì chính hãng Takano anh em nghe. Máy đang chạy bong bong. Máy này thì quá đẹp rồi nè. Nhìn nó sáng không, đẹp không? Nó có ít bùi vô theo thời gian nè. Cái này thì nhanh anh em nha. Đây, cái này thì nhanh khỏe. Đây, đó em cho anh em coi nha. Vỏ bọc vàng thì cũng có bị mòn nhẹ nè. Nó nhưng mà tổng thể là đẹp. Em đây là size, nó là size 36.66 anh em. 36.66 thì cũng to anh em nghe. Đây nè, nó 36.73 luôn chứ không phải là 35.73 luôn, gọi là 36 rồi. Mặt mày nó cũng còn là ổn. Con đây thì giá của nó là 1.000.000 anh em nghe. So với một con bọc vàng thì nó cũng gọi là được rồi nè. 19GB nha anh em nghe, mặt rin nha. Đó, em đây thì giá số 5 này giá 1.000.000 này. Đây, con đây là con mã số 6. Đây, con mã số 6 đây là một con Citizen. Có hỗ trợ cổ tay nè. Hỗ trợ cổ tay rút ra hết thì chỉ đứng kim nè. Chỉnh giờ nè. Chỉnh giờ, lịch nhảy nè. Lịch nhanh nè, em sẽ chỉnh luôn lịch nhanh luôn. Lịch nhanh ok anh em nha. Lịch nhanh ok. Con đi thì em sẽ lau sơ, tại vì kính là kính sapphire em nghe, dòng kính đây là kính sapphire nên nó rất là bền. Size là size 39 đấy nè, size 39 đó. Dây là dây rin hết nghe. Máy đây, máy nó còn 15 này, em sẽ cho nó lột 15 ra luôn cho nó dễ nhìn. Đây, lột 15 ra. Đây anh em thấy đã, máy đẹp không?
máy nét thì Sony này mọi người. Đó, đi mình giao bạc bằng này. Đó, đây đầy đủ mã số này. Đây đầy đủ thông tin luôn. Đó, dây khoảng nguyên pin hết. Còn đây thì mã này là mã số 6 anh em nghe. Mã số 6 thì giá con đây là 1.8 này. Hàng đây là hàng chính hãng của Shizia anh em nghe. Chính hãng máy móc đồ là nguyên zin hết. Mã đây là mã số 6 này. Mã số 6 đây là giá nó là 1.8 này. Đây. Đây, tổng thể thì đẹp. Mã số 6. Mã số 7. Con đi là cũng đẹp rồi nè. Con đi thì mặt mày nó thì cũng sáng sủa nè. Mặt mày nó mặt trắng nhưng mà nó cũng có hơi bụi. Nhưng mà nó cũng sáng sủa nè. Đó, anh em nhìn sáng không? Sáng sủa anh em nghe. Nhìn nó sáng sủa lắm. Đời nó đời cổ nhưng mà size nó size 33-34. Luôn nấm là thành 336 năm. Tính luôn nấm là 33-36 năm. Đó, cái nấm đây là nấm củ xịn nha anh em, nấm đây củ Simco. Nó về là nó nguyên rin thế này là nó em bỏ nguyên rin luôn. Mặt sau là anh em thấy mới á. Mặt sau là mới kít anh em nghe. Đó. Còn máy thì em sẽ mở luôn cho anh em coi. Đây, con này em về mở máy lần đầu tiên này. Vừa cái máy đẹp. Cái máy quá đẹp anh em nghe. Máy này là quá đẹp luôn. Máy sáng rạng. À, siêu cổ. Nó là siêu cổ anh em nghe. Nó là thập niên 60 á, mà tới giờ nó mới thế này đây. Thì nó là cũng đáng anh em siêu tầm anh em nghe. Con đây là mã số 7 nè. Giá đây là 800. Đây là mã số 8 thì đến từ nhà Simco 5. Simco 5 đây là Simco 5 DX anh em. Đó, anh sẽ lâu này. DX niền băm. Đây, lâu trong sạch đó đẹp không? Đi niềng băm. Máy nó thì em sẽ lắc nhẹ này. Đây, chạy ngay. 25G anh em nghe. Size nó là size 36. Lịch bấm, dòng lịch đây là lịch bấm anh em nghe, mình rút ra hết nè. Rồi mình chỉnh giờ. Mình rút ra hết là mình chỉnh giờ. Còn mình để im đi là mình bấm vô là lịch ngày nhảy nè. Lịch thứ là chạy 24 giờ nghe em nghe. Mặt nó đẹp nè, kính rin anh em nghe, kính rin niềng rin. Vỏ nó là siêu đẹp. Vỏ nó đẹp không? Máy nó thì em sẽ mở luôn. Còn nên nắp đáy mở trước rồi. Đó, máy này anh em nhìn này. Đó, máy này thì anh em thấy đã không? Máy thì khỏi đường bàn anh em nghe. Đó. Nắp này. Đây. Em lắc nhẹ là nó chạy nè. Dòng cái con đi thì về nó chạy bon bon rồi nè. Nó về là nó chạy bon bon rồi. Nó chạy em về em kiểm tra kỹ chạy bon bon. Đó, nhìn nè. Đó, con đi thì mặt mày đẹp sáng sủa anh em nghe. Lên tay thì quá chất. Đó, lên tay thì quá chất. Con đi thì con mã này là con mã số 8 anh em nghe. Giá nó là 900. Đây là con mã số 9 là một con Tecnot nguyên rin. Đây, Tecnot nguyên rin. Đó, anh em thấy không? Kính rin này. Mặt thì có lên ở giữa, có lên tí nè. Automatic em nghe. Máy nó đã lắm. Con thì máy nó nhìn như nước cất luôn. Máy nó nhìn nó đã nè. Lịch nhanh nè, anh em này thấy không? Đó, còn mình rút ra hết nè. Chỉnh giờ. Đó, rút ra hết là chỉnh giờ anh em nghe. Chỉnh giờ đó anh em thấy không, lịch nhảy bon liền. Cơ hội thì có tay nấm rin, vỏ nó thì nguyên rin hết toàn bộ này. Phía sau nó còn bị 75 luôn, phía sau đây, phía trong 75 đây là cái mày đai anh em nghe, mày đai còn nguyên. Máy đó em sẽ mở ra cho anh em coi cái máy này, máy nó anh em nhìn là ghiền.
Đây cái máy này em thấy đã không? Sáng không? Đó, cái máy này. Máy nó nhìn đã không? Máy 22789 nè. Vừa cái máy này, anh em thấy cái máy bú vàng không? Nhìn đã ghê không? Đó, máy này thì ông chơi cái máy nào nữa. Đây. Máy này là chạy 28.800 dao động anh em nghe. Dòng máy này nè, 28.800 dao động luôn á. Hay dài rin. Pin hết toàn bộ đó, trong đi còn 75 luôn này, nó 75 người Nhật. Mà dây nó đưa được buồn cái là dây nó dành cho tay 17 thôi nghe. Đó, dành cho tay 17 thôi. Đó, còn 75 đồ hết nghe. Đó, đẹp không? Mà dây nó dành cho tay 17 thôi, em sẽ đo size luôn. Đây. Size nó là size 35. Size nó size 35 anh em nghe. Size 35 thôi. Được, con này mà dây dài tới nữa thì quá tuyệt vời. Em đây là mã số 9 anh em nghe. Mã số 9 nè. Giá nó là 1.500.000 nè. Cái này anh em mua em sẽ tặng anh em một sợi dây da theo nghe. Đó, tặng anh em một sợi dây da theo cho anh em về anh em xài. Đây là một con dòng chị Kami. Đó, cho anh em biết này, Kami anh em nghe. Kami này, đó, Kami dòng Geniver, dòng Subdet Auto. Đó, lên cổ tay nó chạy nè, nấm rin nè. Kami này anh em nghe. Đó, một nấc rút ra một nấc là chỉnh thứ nè, ngày nè, còn mình rút ra hết là chỉnh giờ. Đó, anh em thấy không? Chỉnh giờ. Đó, chỉnh giờ ok anh em nghe. Đó, Kami Fago. Đó, Swift Made. Dòng Geniver anh em nghe, dòng Geniver. Con này là size nó là size 37. Size 37. Đó, mặt đây. Mặt kính rin anh em nghe. Mặt rin hết nghe. Dây thì nó được sợi dây thép là dây Nhật. Dây này là dây của Bombi. Dây Bombi mặt sau nè anh em nhìn nè. Đây, Kami của một thương hiệu lớn của Thụy Sĩ cổ. Đây, Kami này, kim này, ALLSS nè. Đó, máy nó sẽ mở luôn. Đây, máy nó thì máy chuẩn Kami anh em nghe. Máy chạy 17G nè, máy mới ken nha. Máy này là 22789 này. Máy chạy 28.800 dao động, máy thì siêu mới đó, mình nhìn nè. Anh em thấy cái máy mới không? Đó, 17G Kami, nó khắc chữ sâu nha. Màu vàng nắp đây. Dòng Kami Geniver. Đó, nếu mà những con nào mà cổ mà có chữ Geniver thì dòng thì sẽ VIP rồi. Em đẹp dài lắm. Đây. Đó, em gài và hết rồi nha. Đây em sẽ lau sơ cái mặt. Cái mặt nó kiểu bị bụi nè. Đây. Khi chồng nó coi như có bụi một tí rồi nè. Đó, mặt nó thì thấy đẹp anh em nghe. Mặt nó thấy đẹp, máy móc thì đang chạy, con đi thì giá 1.600.000 nghe anh em nghe. Dây nó thì siêu dài. Dây này. Đó, dây sắt nó thì dài anh em nghe. Đó, đẹp không? Con đi thì mã nó là mã số này, là mã này là mã số 10 anh em nghe. Mã số 10 giá là 1.600.000 này. Đây là con, đây là một con
giá nó là 1,5 triệu. Đây. Xem tới giờ chúng ta đi học nha. Phương. Xem tới giờ chúng ta đi học nha. Tới giờ đi học đi. Đây, con này thì giá nó 1,5 triệu, em sẽ lên có tay nè. Automatic em nghe, dòng 1 sao. Chạy ngay, rồi mình rút ra hết nè. Kêu đang nằm trên đây thì đó, lịch nó vừa nhảy luôn. Đó, em sẽ chỉnh xuống nè, dưới đây chỉnh cho nó qua đây cho thấy chữ. Đây, lịch nhanh nè em nè, đó, lịch nhanh ok em nghe. Lịch nhanh ok, đó. Con này là size, nó là size 337 nè. Size 37 nè em nghe. Đây, dây đây là một sợi dây của Mamaruman của Nhật. Sợi dây thì nó được xài dây Nhật anh em nghe. Em lên tay này, dây này cũng gọi là cũng ổn. Nó lên tay anh em thấy đẹp đấm rin. Anh em thấy đẹp không? Mặt mày kính đồ nó thì rin hết nha. Đây, giờ em sẽ cho anh em coi mặt sau. Mặt sau thì đây. Sau em thấy đỏ, test nốt này. Anh em thấy đỏ, test nốt. Đó, em sẽ mở máy luôn. Quên em đo size là chứ. Đo size anh em coi size 337. Giờ em mở máy. Đây. Size 37 nè, máy nè, anh em thấy máy đã không? Máy này thì quá đẹp luôn, máy bú vàng chạy 28.800 dao động anh em nghe. Máy này là máy 2789 nha. Máy 2789 nên anh em yên tâm. Đó. Máy 2789 anh em thấy đẹp không? Máy này thì quá mướt luôn. Đây. Đây, anh em thấy đã không? Rất là đẹp anh em nghe. Rất là đẹp. Tay em có mồ hôi á. Em sẽ lau sơ cho anh em coi nè anh em thấy không? Có mồ hôi đó, kính ghiếc rồi sạch sẽ. Con đây thì nó giá nó là 1,5 triệu anh em nghe, số 11 này. Số 12. 12 thì một con đây là một con Citizen. Sẽ lên cổ tay. Citizen đây là Citizen đài bàn 21G. Mình rút ra chỉnh giờ này. Lịch nhảy nè nè. Lịch nhảy nè. Đây. Xuống dưới đây em sẽ đẩy vô lại một nấc là em chỉnh thứ nè. Anh em thấy ngay nè. Có hồ chữ của tay sai là cũng sai 34 em nghe. Size 34 nhưng mặt màu xanh đẹp nè. Size 34, dây nó thì dây hết rin luôn. Dây rin hết nè, phía sau là còn tem chống hàng giả nè. Tem nè. Anh em thấy không? Còn tem xanh chống hàng giả của bên Nhật về luôn. Đây, lên tay nè. Đây. Còn đây thì đang xài tay 17 năm nha. Người Nhật á, tay nào cỡ 16 năm thì mua con đi thì mang để đẹp lắm á nè. Nó có hai lịch, một lịch tiếng Ả Rập với một lịch tiếng Anh. Mặt thì mặt màu xanh hạt mưa. Đó anh em thấy không? Xanh hạt mưa anh em nghe. Đó, xanh hạt mưa. Nhìn nó đẹp. Anh em thấy không? Xanh hạt mưa. Con đi thì nó về nó mới kích à. Nó về nó mới toanh. Mới khỏi nói luôn. Đó, đây. Rồi, con đi thì con mã số 12 nha. Con mã số 12 con đi thì giá nó 900. Đây là một con Egin. Con Egin này thì nó xài máy là máy Miyota. Máy Miyota của Nhật anh em nghe. Máy Miyota của Nhật. Đó, rút ra hết thì có hộ chữ cổ tay. Đó, còn mình rút ra thêm nấc nữa chỉnh giờ. Đó, anh em thấy không? Chỉnh giờ nó mình đẩy vừa đẩy vô vừa bằng vô là nó sẽ vô lại nấm cổ chai. Em đây là size, nó là size 36 à, size 36 đó. Đây size 36 đây, dây vỏ đây cực kỳ mới.
Agin Automotive nha. Nó xài máy là máy của Nhật, máy Miyota, zin chính hãng. Đó đây. Mặt sau có thể thấy nè. Đó, vặn nữa thì con đi thì nắp đáy nó cứng rồi nè. Đó, con đi thì vặn cứng nắp đáy rồi. Anh em mua em sẽ chụp hình máy cho. Máy nó là chuẩn máy Miyota anh em nha. Nó là zin của nó, làm nó xài máy Miyota. Con đi thì xài đây. Xài anh em có thể thấy nhìn to anh em nha. Đó, xài đây nhìn to nè. Còn lòng tay em mồ hôi mỗi lần nó cầm vô là nó dính dơ nè. Đó, nhìn nó đẹp. Còn đi thì anh em về anh em mang anh em lâu nữa thì đẹp. Tại tay em nó ra mồ hôi nè, nhìn nó dính á, dính với dơ nó kiểu tay em nè, nó ra cái chất mồ hôi nè, nên là mang vào là nó dính nè, cứ mình rờ vào là dính nên nhìn nó khó chịu. Đó, rất là đẹp. Con đi thì mã số 13, giá 900. Đây là một con mã số 14, thì con đi một con Cinco Grau anh em nha. Cinco Grau con đi thì bán giá là 1 triệu rồi, giá là 1 triệu đây. Sẽ mở cho anh em coi. Đây, em mở cho anh em coi nha. Máy đây, máy nó thì đẹp nha. Máy nó thì đẹp nè. Đó, gài vào. Nó cũng dòng là vỏ bọc vàng, đít inox. Bọc 20 micron. Đó, vỏ bọc vàng, size em đây là size cỡ 34. Size 34 anh em nha, size 34 nè. Đẹp. Đó, con này thì giá của nó là 1 triệu nha. Giá của nó là 1 triệu. Đây. Đây là một con Season Homer. Season Homer Dead đây nè. Season Homer Dead nè. Đây. Con này thì nó chạy bộ máy là 17G. Em đi thì có giá 700 anh em nha. Size là size 35. Còn đi anh em về làm mặt thì gọi là siêu đẹp rồi. Nấm niếc rồi sạch sẽ nè, vỏ viết nó đẹp nè. Đó, mặt sau nè. ALLSS. Đây em sẽ mở máy luôn. Đó, mở máy đây. Máy nó cực kỳ đẹp. Máy đó thì khỏi đường nói rồi nè. Đó, máy siêu đẹp anh em nha. Đây, con này thì đẹp nè. Đó, rất đẹp. Đây, tổng thể đây. Con này thì lên tay, con này thì mặt mày thì vẫn còn mang tốt. Cái giá cả nó cũng hợp lý, cũng xài với giá cả 6 anh em nha. Số 15 giá 700 nè. Số 15 giá 700. 16 dòng Superdad nè, Superdad. Dòng Superdad anh em nghe, dòng Superdad. Dòng này là 24G là dòng mà máy ít duy nhất trong dòng này. Dòng này thường là có cái 33G máy vàng với 39G máy vàng, 224G với 35G là máy trắng. Đó, lịch chuyển nhanh ok. À nó đã đang trong thời gian nhảy lịch. Nên em sẽ chỉnh anh em thấy không? Em chỉnh lịch em nhìn là em biết ngay mà đang trong thời gian nhảy lịch nhanh này. Ok. Đây. Tổng thể đây. Size nó là size như thế này, em sẽ đo size. Đây, size đây, size 37. Dòng đây là em bán giá chỉ có 800 thôi, xài với da cá sấu nha. Mặt sau này, chỗ này thì cũng có may vết theo thời gian này. Em mở máy luôn. Cái máy này với cái máy 35G với cái máy 39G, 33G dòng này thì mua một máy nè em nha. Đó, máy móc thì mới nè. Đó, máy móc thì cực kỳ mới nè em nè. Cái dòng này thì anh em nào mà có con 39G như thế này á
ba dính chi sắp ra đét như này mà hư thì anh em mua, nó mua cái máy của con này anh em thay qua, anh em lấy nhông giết rồi là nó cùng một loại hết, nó thay qua. Cái dòng này đa số là người ta mua lấy phụ tùng là nhiều này, tại vì nó hiếm, anh em chỉ có cái dòng này mới, cái máy nó mới giống như dòng 39G. Con này thì giá 800 anh em nghe, dòng Syncomatic Superdad 39G rất đẹp. Đó, em đi thì mã 16, em đi thì mã 17 nè, 17 là giá nó 700 anh em nghe. Con này thì con này là một con Syngen 10 17G đây, em quay 17G. Đó, 17G, vỏ bọc vàng, size là size 34, size 34 anh em nghe. Đây, đó, vỏ đây, bọc là 14 carbon fiber này, nó dày, 14 carbon fiber thì nó dày vậy nè. Đó, đây, tổng thể đây. Đó, con này thì anh em mua em sẽ chụp hình máy cho anh em coi nha, em sẽ chụp hình máy móc cho anh em coi hết đầy đủ nếu mà anh em mua. Đó, số 17 giá nó là 700. Đây. À, 17. Đây. Số 18. 18 là giá 700. Con này thì một con Syngo 5 dạ quang, cực kỳ mới, size 34 năm. Dây nó cũng dài. Đó, dây nó cũng dài nè. 34 năm mà dây dài nên nghe. Mặt thì dạo quang hết toàn bộ nè anh em thấy không? Sáng rất là sáng luôn. Đây. Đó, lắc nhẹ cho nó chạy. Đó, lắc nhẹ. Đó, lắc nhẹ cho nó chạy đó, chạy rồi nè. Con này thì rút ra một đất thì chỉ lịch nhanh ok. Lịch nhanh ok, còn lịch này là lịch bấm, thứ là bấm đó, mặt mày sáng xuống mặt sâu đây. Máy máy nó thì em mở luôn. Đó, dòng này thì mở máy sẵn, máy đẹp không? Máy 7009 siêu đẹp. Con này thì giá nó 700 anh em nghe, siêu đẹp. Đó, con này là mã số 18 này, giá 700. Đây là một con CCN máy vàng. Con này em quên ghi mã số anh em nghe. Anh em nói con nữ 300 thì có một con máy nó 3 sao. Máy vàng nấm rin. Nấm rin, đó, nấm rin đây nè. Nó dòng máy vàng đây, anh em nhìn nè. Đó, đẹp không? Đây, dây khóa là dây khóa nguyên rin anh em nghe. Dây khóa nguyên rin hết mặt sau nè. Máy nó thì máy vàng, em mở luôn cho anh em coi. Đây, dòng máy nè anh em thấy không? Máy vàng anh em nghe, máy 21G. Máy cực kỳ mới. Máy mới keng. Đây, nắp đây. Siêu mới. Đây, siêu mới. Con đây thì con này là một con 3 sao nghe. Rin hết toàn bộ anh em nghe, kính rin này. Đó, dòng 3 sao 23G. Đó, của em này là giá 300. Đây, cho một em nữ đẹp không, đấm rin. Rin hết toàn bộ giá 300. Con này là một con của thị sĩ dây chuyền, hơi bị dài. Dây chuyền đây thì hơi bị dài anh em nghe. Dây chuyền đây của một con Swiss Made này. Đó, chỗ này là nấm, này là nấm lên cổ tay này. Đó, em sẽ mở máy luôn. Đây, máy đây. Máy nó đang chạy nè, anh em thấy máy chuẩn, máy 17G Swiss Made.
switch đó, nắp đi cái bọc vàng. Đây anh em thấy bọc vàng không, bọc vàng toàn bộ anh em nghe. Dây này thì để em coi thì nó có đóng mã số gì không. Đây, dây này trơn luôn đó, dây bọc vàng. Đây một sợi chuyền rất dài anh em nghe, mặt trước này. Để kiểm tra mấy cái chỗ này, bên này nó lúc nào nó đúc chút vàng vàng không. Nó cái này thì em bán giá 350 anh em nghe. Này thì em bán giá 350 này, số 19 này. Đang chạy bon bon. Số 19. Số 20. 20 đây. 20 thì một con này là một con Technot full hộp. Nó quên một con T-Shop anh em nghe. Một con T-Shop full hộp. Đây, đang chạy rồi nè. Đó, của em đang lên cô tay. Đang chạy. Đang chạy bon rồi rút ra hết là chỉnh giờ anh em nghe. Mặt đẹp. Đó, sẽ lên cô tay. Đó, lên cô tay nè. Sao mình có tay bon luôn đó. Đây T-Shop anh em nghe, T-Shop nghe mới kinh nha. Dây này là dây Nhật thôi nhưng mà nó đẹp anh em, dây này dây Nhật không đẹp của nữ anh em nghe. Phun hộp đây, đấu về là có hộp như thế này đây. Đó, siêu mới, nấm rin, nấm này thì bao rin. Đây con đây thì em đã chụp hình máy rồi, em bỏ trong máy cái phim nữa, anh em mua thì em gửi cho. Đây T-Shop đây, phun hộp, trưng bày thì quá đẹp. Con này anh em bỏ trưng bày quá đẹp. Con đi thì mã số nó mã 20 anh em. Mã 20 giá 600 này. Mã 21 đây. 21 thì đầu dây này, đầu dây 19 anh em nghe, 19 nè. Bombi siêu dài, dây này thì dài bon rồi. Đó, dài bon. Dây này thì dài bon. Đây bỏ dây bọc vàng nha. Bọc vàng lên bả trầu nhà nè, lên cái màu theo thời gian này đó. Nó đẹp không? Nó đầu 19, số này là số 21 giá 250 nè. Đồ co giãn nó thì tuyệt vời. Đó, dây này dây đầu 19 đó, giá 250 nè. Sợi dây này cũng giá 250 nè. Dây này thì cũng đầu 19 20 2102 nha. Đầu này thì có chốt sẵn 19 20 2102. Đó, thích xài bỏ loại nào bỏ dây bọc vàng GB có mã số đồ đầy đủ. GB. Đó, dây đi thì mã số này là mã số 22 nè, giá cũng 250 nè. Đó, đây. Đây là ba sợi dây. Đây cho anh em coi ba sợi này là giá nó là 250. Sợi đầu tiên là em xem đầu. Đầu là 18. 18 luôn. 18. Ba sợi này là đầu 18 anh em nghe. Đó 18 sợi này đẹp này. Đó sợi này là hiệu của Bombi. Sợi này là nó ngắn hơn sợi kia tí, sợi này là của cũng Bombi luôn. Sợi này dây lụa này, lụa dày, lụa đúc. Này của cũng thương hiệu của Nhật luôn. Đó sợi này cũng dài. Sợi này dài, hai sợi dài, sợi này thì ngắn. Sợi này cũng dài. Sợi này dài nhất anh em, đồ mới nó đây. Đồ mới nó đây anh em nghe. Đồ mới nó này. Tổng thể ba sợi dây sắt inox. Sắt inox anh em nghe. Sắt inox hết ba sợi này thì giá nó là 250 nè. Ba sợi. 24. 24 thì con này quýt. Quýt này là quýt cá ngựa giác. Giác này vỏ nó bằng đồng.
đồng lên bả trầu anh em thấy đồng này, đồng lên đồng đỏ anh em nghe, đồng là đồng đỏ anh em nên biết rằng đồng đỏ nó khác nghe, nó đồng này anh em thấy đã không? Đây chỗ này là chỉnh chuông này, đây nó có cái mỡ chuông này, khóa chuông này, trong đấy bụi nó còn nguyên này. Đây em sẽ lên cốt chuông anh em nghe, lên cốt chuông này. Cái này là chỉnh giờ, cái nút này là nút chỉnh giờ, nó đang chạy đúng giờ rồi, em không có chỉnh được anh em nghe. Nè em cho anh em coi nè, nó xoay qua xoay lại được nè anh em thấy không. Còn cái này là chỉnh chuông này, nó mình xoay đây là ra nút, mình xoay ngược lại nghe, nó xoay ngược là chỉnh này. Đó anh em thấy không, có hình chỉnh nè. Mà bây giờ là em sẽ mở chuông nè anh em thấy không, em sẽ mở chuông nè và em sẽ chỉnh nè. Đây chỉnh nè, đó anh em thấy không, tắt nè, đó mình gài tắt nè, mở nè, đó anh em thấy không. Còn đây là lên cốt giờ, đó khóa lại, đó khóa lại rứa thôi, khóa lại rứa thôi. Đấy cái này thì kiểu nó mình bên Nhật để lâu á, nó lên đen cái này thì dùng cà na là chùi là sạch sẽ, trong là trong đi còn bụi nè. Đây tổng thể đây đồng anh em nghe, bằng đồng hết toàn bộ nghe, bỏ đi chất liệu cũng đồng hết. Đó mình thấy chân càng nó là còn nguyên luôn, máy nó về nó chạy bon bon nè, cái máy nó về nó chạy tít tắt, chạy đúng giờ luôn, chạy nãy giờ là đúng giờ từ khi mà em cầm về luôn. Em thấy đẹp không, lâu lắm rồi mới có con thế này. Đây chiều dài nó thì tầm xuống đây cỡ 15 chiều ngang cái mặt này thì cho em coi chiều ngang của nó là 9 phân, mặt tròn nữa là 9 phân. Rồi em xem thử, đúng rồi, mặt tròn đây là 9 phân anh em thấy đã. Đó, con đi thì hàng hiếm anh em nghe, giá đây là 1 triệu, hàng hiếm nghe, không có con thứ hai đâu nghe anh em nghe. Đây thì nó nằm trong hiếm rồi. Đó, đây đó, để đứng như thế này. Đó, đây nó để đứng đi trong tủ á, hay trên bàn rất đẹp luôn. Cái này về mình chùi ra thôi, lấy đồ kỳ nó sạch sẽ. Đây là một sợi dây mạ não anh em nghe, dây mạ não thật 100%. Hàng đây là nó là hàng mạ não zin nguyên bản nha. Cái này là sâu cả ngàn năm nó mới tạo thành, nhựa thông chôn vùi dưới lòng đất sâu 1000 năm là mới tạo thành được cái mạ não này. Phóng ra. Đây là mạ não không? À quên, cái này là hộ phách anh em. Nhầm. Đó cái này là hộ phách anh em nghe. Sau một nhựa thông sau 1000 năm nó mới được như thế này. Cái này thì nó vừa chống gió này, nó vừa mang lại tới sự may mắn này. Cái này là người Trung Quốc á, nó rất thích cái này anh em nghe. Đó, người Trung Quốc nó thích rất cái này. Đó. Cái này là hộ phách tự nhiên 100%. Hộ phách nha anh em nghe. Cái này thì bán giá 350 nè. Đây số 25. Số 217. Này là một viên đá ngọc bích em nghe. Ngọc bích của ông biết của gì đây, những mà vàng. Nó có đi đến viên đá xung quanh. Giữa là nó là một viên ngọc bích, viên phỉ thúy nè. Ngọc bích thật anh em nghe, ngọc bích thật nè. Ngọc bích thật. Đó cái này thì lên tay cho mấy chị ra đám cưới đồ mang thì đẹp anh em nghe. Đây là phụ kiện của người Nhật xài. Đó, đây. Đó, anh em thấy đẹp không? Rất là đẹp. Đây. Đây là giá 200. Đây là phỉ thúy, đây là ngọc bích đó. Cái này là ngọc bích. Cái này là một cái cào lưng. Một cái cào lưng. Đây. Lâu lắm mới về cào lưng đây. Này là có đầu lấy đầu massage anh em thấy massage cho nào anh em massage. Đây là làm nhựa, cái này là bằng làm bằng ống này, dài anh em về xài cào sướng lắm anh em, cào đã lắm. Đó nên đây là mà mấy người Toshiko gì đó nó xài này. Đó nó cào rất đẹp anh em nha. Đó Toshiko mấy ông
lão đại rồi của Nhật xài đây. Đó, đây là có cái đầu massage. Đó, rồi video tới đây là em xin kết thúc anh em nghe. Đó, anh em nào thương em thì hãy cho em một lượt thích và lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn anh em.